Thank you.
thấy đèn đỏ dữ không? Đèn đỏ cái máy lòng. Với chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu trong vòng 2 phút nữa thôi ạ, thưa quý vị. Xin thành thật cáo lỗi quý vị. Khi tôi mới bắt đầu bước vào Trần Lộ, cái đầu
đầu tiên mà tôi cảm nhận được điều nhiều nhất là cái hôm tất niên của trường cách đây 40 năm tại trường Trần Lục và đường Nguyễn Đình Chiểu. Thì lúc đó cái trường nó rất là nhỏ quý vị, rất là nhỏ mà eo hẹp, và cái lớp của tôi lại kế bên, xin lỗi, cái cầu tiêu. Thành thử ra là nó nhiều cái vu vơ lắm, nhưng mà thật ra rất là nhiều kỷ niệm. Hồi đó mình mới vào thì mình thấy rằng đó là những cái niềm vui, tại lần đầu tiên được vào đệ thất học, và sau đó được tiếp tục năm này qua năm nọ, tới năm lớp 8 thì được chuyển về trường Nguyễn Du. Thì lúc đó trường rất là, nếu so với những trường khác thì có lẽ là không bằng, nhưng mà riêng với trường Nguyễn Du và riêng đối với tôi thì cả là một vấn đề to lớn, bởi vì trường có hai cái hồ đằng trước và ngôi trường rất là khang trang và sạch sẽ. Thì đúng lúc năm đó là chúng tôi liều mạng, tức là anh em có bao nhiêu tiền cầm cả xe đạp, xe Honda để mướn những cái dàn nhạc về để chơi văn nghệ tất niên. Thật ra những cái kỷ niệm đó cứ mỗi lần xuân về và mỗi lần có tất niên là gợi cho tôi những kỷ niệm rất là đẹp. Thưa quý vị, chúng ta xa quê hương đã rất nhiều năm. Hôm nay chúng ta đặc biệt được đón những thầy cô và những người lớn tuổi nhất, những thầy dạy lâu nhất là thầy Vũ Đình Tuyến đang có mặt ngày hôm nay. Thầy Mộc từ bên xe tò về, thầy Tứ từ bên xe tò về, rồi thầy Chứ, rồi thầy Quang, thầy Lục, thầy Bảng, thầy Toàn. Còn các cô thì có cô Thanh Trí từ San Jose về đây, cô Lục Liên, cô Thảo, cô Phục Hiệp, cô Hiệp, cô Hà Liên, cô Nga là vợ của thầy Sang, và cô Khánh, cũng như là vợ của thầy Hiệp nữa, thưa quý vị, là cô ngồi dưới đây nữa, và thầy Hiệp đã qua đời rồi. Thì xin chúng ta, tất cả chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng quý thầy cô đã thương chúng ta hàng năm đều về đây, và ngày hôm nay đặc biệt có rất nhiều thầy cô ở xa về đây với chung vui với chúng ta. Và ngoài ra chúng ta cũng có các vị huyến trưởng đã từng học ở trường Trần Lục, chúng ta biết từ thời khóa 56 đến năm 62, có thể là không có biết hết tên, nhưng có một số anh như anh Phít, anh Cường, anh Lương, anh Học, anh Hà, anh Học, anh Hà, và xin lỗi, tại vì Hồi nãy con có lấy tên nhưng mà thiếu tên của thầy Nguyễn, con xin lỗi. Dạ. Và thưa quý vị, ngoài ra những thầy cô như thầy Lệ, cô Tươi, cô Chi, cô Yến, cô Điệp không có về tham dự được với chúng ta, nhưng mà các thầy cô đều gửi lời cảm ơn cũng như là chúc Tết đến quý thầy cô và các bạn ngày hôm nay. Thưa quý vị, tuổi trẻ của chúng con thật sự mang nhiều cái nỗi buồn. Hồi đó chúng con không biết, nhưng mà sau 75 thì chúng con hầu hết là tất cả mỗi người đều có một hoàn cảnh. Chúng con xa quê hương đã rất lâu, nhưng mà lòng của chúng con thì lúc nào cũng nhớ về quê hương. Và đặc biệt, một lần nữa con xin nhấn mạnh ở đây, chúng con không bao giờ quên ơn được quý thầy cô. Nếu không có quý thầy cô dạy dỗ, ngày hôm nay chúng con không có những kiến thức và những căn bản để đi vào đời. Chúng con lấy làm xúc động khi một lần nữa nhìn thấy tuổi già của quý thầy cô, mà chúng con lại chặt lòng, không biết những cái cuộc vui như thế này chúng ta còn gặp được bao nhiêu lâu. Nhưng mà chúng con xin hứa với quý thầy cô rằng, dù do bất cứ ở nơi đâu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con sẽ cố gắng hàng năm ít nhất là một lần. Chúng con xin mời quý thầy cô đến đây để tham dự với chúng con, để chúng con có duyên vinh danh các thầy cô và tỏ lòng giống như là một thập sinh đối với một người thầy giáo, là người cha mẹ thứ hai ngoài gia đình chính của chúng con, thì chúng con cũng có thầy, các cô. Và chúng con xin hứa rằng tất cả những con em của chúng con trên đất nước này, chúng con sẽ cố gắng dạy dỗ các cháu để tiếp nối cái truyền thống của nước Việt Nam của chúng ta. Một lần nữa con xin kính chào và xin kính chúc quý thầy cô và các bạn một buổi Tết tất niên thật là vui và thật nhiều kỷ niệm. Con xin cảm ơn. Xin mời chị Hương tiếp tục chương trình ạ. Cần đổi cái battery khác. Đổi chứ. Cái này đổi. Tìm. Hello. Kính thưa quý thầy cô, thưa quý vị thân hữu,
Thưa các anh chị, cựu học sinh Nguyễn Du, xuân sắp về, một mùa xuân trở về, mang yêu thương và mang cả niềm mơ ước cho một ngày mai êm đềm và hạnh phúc. Cách đây một năm, chúng ta cũng đã gặp nhau trong bầu không khí ấm cúng này, cũng với những khuôn mặt thân quen, cũng với cùng tâm trạng náo nức bồi hồi như tối hôm nay. Đây cũng là dịp để thầy trò, bạn bè hàn huyên tâm sự. Năm 2011 vừa qua cũng là năm kỷ niệm 40 năm thành lập trường Nghĩa Du. Hơn 35 năm trước, với sự chăm lo và dẫn dắt của thầy cô, chúng con đã lớn lên cùng với ngôi trường son trẻ ấy. Thưa thầy cô, không có niềm vui nào của chúng con lớn hơn được gặp lại thầy cô trong buổi tối hôm nay. Chúng con cảm thấy vui mừng vì thấy thầy cô khỏe mạnh, và qua những lời thăm hỏi, chúng con cảm nhận được thầy cô vẫn thương yêu chúng con như thuở nào. Kỷ niệm về tuổi học trò bao giờ cũng đẹp. Ký ức về mái trường Nguyễn Du thân yêu, hay chỉ cái tên gọi Nguyễn Du, đã làm mẫu số chung cho nhiều niên khóa và nhiều thế hệ học trò. Hình ảnh về ngôi trường Nguyễn Du là động lực giúp chúng ta có những buổi họp mặt như tối hôm nay. Trong buổi tối, tất nhiên hôm nay, chúng ta có thêm một niềm vui nữa. Ngoài các thầy cô ở vùng Orange County và lân cận như chúng con thường gặp, thầy Tuyến, thầy Lục, cô Hà Thị Liên, thầy Doãn Quang, cô Lục Lệ Liên, thầy Đỗ Quý Toàn, thầy Đỗ Kim Bảo, cô Lữ Cam Thảo, cô Phục, cô Khánh, cô Hiệp, phu nhân thầy Hiệp, cô Nga, phu nhân thầy Sa, chúng con hôm nay rất xúc động và vui mừng được gặp lại các thầy cô ở xa. Có lẽ trong các họp mặt trước, các cựu học sinh chưa lần nào có dịp gặp lại đầy đủ các thầy cô cũ như tối hôm nay. Ký ức và kỷ niệm với thầy cô về ngôi trường Nguyễn Du xa xưa lại có dịp hiện về. Con tin chắc rằng khi nhắc đến thầy cô, các bạn không ai không nhớ đến những thầy cô như thầy Lệ. Các học sinh của thầy vẫn còn nhớ những vòng tròn vẽ bằng tay của thầy, có thể nói tròn hơn vẽ bằng compa. Những bài giảng lôi cuốn và hấp dẫn của thầy Chứ, thầy Mộng và thầy Tứ. Có ai không nhớ nụ cười hiền từ của thầy Tứ? Nhắc đến thầy Viễn, không ít học sinh nghĩ ngay đến mấy công thức ngoằn ngoèo dứt dặn của hóa hữu cơ, vô cùng với những tên gọi dài lê thê. Cuối cùng là những bức tranh vẽ đầy màu sắc của cô Thanh Trí. Mỗi năm, chúng con lại được ngắm và nghe huyền thoại về con trâu, năm xỉu về cọp, mèo, và nhất là 2-3 tuần trước đây, chúng con lại được xem huyền thoại về rồng của cô. Kính thưa thầy cô, con xin thay mặt các bạn kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe. Kính chúc quý thầy cô, các bạn cựu học sinh Nguyễn Du, cùng tất cả quý vị quan khách một năm mới an khang và hạnh phúc. Kính chào quý thầy cô, các bạn cựu học sinh và quý vị thân hữu. Sau lời của cô Hương thì sau đây chúng con trân trọng kính mời thầy Nguyễn Chi Lục lên cho chúng con một vài lời phát biểu. Thưa các bạn đồng nghiệp và các em học sinh thân mến, hôm nay thực sự tôi cũng không biết nói gì hơn, bởi vì nó là cái niềm vui và thực sự là tôi vẫn còn xúc động. Do đó tôi chỉ xin vắn tắt là
rất là cảm ơn tất cả các bạn hữu đã từ xa có nghe tới cửa phòng mặt hôm nay mà tới được hôm nay. Đầu tiên là những vị rất xa, tôi thấy là vợ cũng vừa gần Tết nữa, rất bận rộn mà đã bỏ thì giờ tới tham dự với tất cả gia đình Nguyễn Du. Đó là một cái điểm mà có thể nói là tất cả mọi người đây có thể cảm thấy được là vui vẻ, vui nhất trong cái cuộc họp ngày hôm nay. Nhân dịp thực sự nhân dịp gần Tết này, chúng tôi chỉ xin là thay mặt cho các em ở đây là xin thứ nhất là chúc tất cả các quý vị thầy cô được mạnh khỏe, mọi sự như ý, và các em, tất cả các em học sinh cũ Nguyễn Du cũng như Trần Lục, mọi điều tốt lành và mạnh khỏe quanh năm. Và xin cảm ơn, bởi vì hôm nay thực sự ra tôi cũng bị sốc bất ngờ, tôi nghĩ là tổ trong tuyến mà tôi không hiểu tại sao lại tự nhiên hôm nay được bắt chúng tôi, nhưng mà thành ra xin ra xin lỗi cho tất cả là không có chuẩn bị một cái gì hết, thành ra tôi xin phép là dứt lời. Cảm ơn thầy nói về chứ thầy Tuyến là năm nào cũng nói rồi, thành ra lâu lâu thầy Tuyến nói là để nhường cho thầy Lục nói thôi á. Với lại xin các bạn Nguyễn Du, các bạn gái chúng ta chuẩn bị quà để biếu Tết các thầy cô. Tiếp theo chương trình thì chúng con có một ít quà mọn, cứ như thông lệ hàng năm thì chúng con trong cái tình của chúng con gói ghém lại thì thật sự là cũng không có gì to tát cả, nhưng mà gói quà này muốn nói rằng muốn nói lên cái lòng mà yêu mến thầy cô của chúng con thôi. Xin các bạn gái chúng ta mang quà lên để biếu thầy cô ạ. Dạ thưa, ngoài vấn đề mà tổ chức ngày hôm nay á, phải nhấn mạnh thêm thật sự nếu thật ra ngày hôm nay thì cũng xin cảm ơn tất cả các bạn Nguyễn Du đã rất là bận rộn và đã cố gắng sắp xếp thời giờ để có buổi tiệc tất niên ngày hôm nay. Và đặc biệt nhất là xin cảm ơn những nàng dâu Nguyễn Du, mặc dù không bao giờ học ở trường cả, nhưng mà năm nào chính những nàng dâu của Nguyễn Du mới làm nên được sự việc như thế này. Nếu không có những nàng dâu đó tốt thì chúng ta cho một tràng bắt tay thật lớn. Cảm ơn tất cả những nàng dâu Nguyễn Du. Chờ đi hết, chờ.